Giới thiệu các bạn cái dầu tam bảo sắc đang rực rỡ phải đến gần 20 vòi hoa. Rất thơm. Này, tôi vừa mới chụp ảnh xong. Các bạn sẽ tôi về tôi chỉnh ảnh xong tôi sẽ tăng cho bạn cùng ngắm. Nó giỏ lan ấn tượng. Đây là giò dáng hương tam bảo sắc. Vâng, em chào anh. Có một cái vẻ đẹp rất là khó tả. Mỗi dòng hoa lan có một cái vẻ đẹp riêng. Các bạn đăng ký kênh của mình để chờ những cái đoạn video và những cái bức ảnh của cái cây này rất đẹp nha. Chào các bạn nhớ đăng ký kênh giúp mình và chia sẻ video. Xin trân trọng cảm ơn.